Chủ nhật thứ 19 mùa thường niên. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 12 câu 32 tới câu 48. Con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý phe và các anh chị em. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Lúc ấy, Đức Giêsu đã nói với các đồ đệ của người như thế này: Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng có sợ hãi, bởi vì cha của con đã nhận thấy rằng việc ban cho con nước trời thì là một chuyện rất là tốt. Con xin dịch nghĩa đen là như vậy. Troupeau là một đàn gia súc. Soi sans crainte, soi đây là imperative của động từ être. Con đừng có sợ. Vậy chữ xoa này dùng cho số ít, tức là dùng cho đoàn chiên, chứ không phải là dùng cho các đồ đệ, bởi vì các đồ đệ là số nhiều. Khi ấy Đức Giêsu nói với các đồ đệ như thế này: Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng có sợ. Động từ trouvé ở đây là có nghĩa là nhận thấy một cái điều gì tốt. Cha của con đã nhận thấy rằng cái việc ban cho các con nước trời là một điều tốt lành. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Các anh em hãy bán những gì mà các anh em đang sở hữu và đem những cái đó để làm của bố thí. Lơ này là cái mà bạn đang có, các anh đang có. Như vậy lơ này là pronom neutre, bán tất cả những gì mà anh em đang sở hữu. Faites-vous des bourses qui ne suis pas un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne détruit pas. Faites-vous là động từ se faire, động từ phản thân. Anh em hãy làm cho mình những cái bị đựng tiền. Bourse có cái nghĩa đầu tiên là một cái túi hoặc là cái bị đựng tiền, một cái bao để mà đựng tiền. Về sau này bourse có nghĩa là học bổng cấp cho những học sinh đáng nhận tiền. Và bây giờ ở trên trong phần kinh tế tài chánh thì bourse mang nghĩa là thị trường chứng khoán. Ở đây chúng ta tập trung và hiểu vào cái nghĩa thứ nhất là một cái bị đựng tiền. Anh em hãy làm cho mình những cái túi đựng tiền, mà những cái túi này nó không bao giờ nó không bị bào mòn. User verb transitive là làm cho sờn, làm cho mòn. Suze là bị mòn, bị bào mòn. Anh em hãy làm cho mình những cái túi tiền nó không có bị mòn. Anh em hãy làm cho mình một cái kho tàng, một cái kho tàng inépuisable dans les cieux. Inépuisable là không bao giờ cạn. Anh em hãy làm cho mình một cái kho tàng không bao giờ cạn kiệt ở trên nước trời. Ở đó là u, ở đó tên trộm không thể tới gần, và ở đó con mối con mọt không thể phá hủy. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Bởi vì chỗ nào mà của cải anh em đang có mặt thì ở đó cũng có cái sự có mặt của cõi lòng của anh em. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Restez là giữ mãi một tình trạng cho nó không có thay đổi, không có thể dịch là ở lại. Restez là giữ cho một cái tình trạng không thay đổi. Anh em hãy cứ mặc những cái y phục của cái thời gian làm việc. Tenue là cách ăn mặc, hoặc còn nói là cách quần áo. Tenue de service là cái loại quần áo người ta mặc khi người ta làm việc. Anh em hãy cứ mang, cứ mặc cái loại quần áo để khi mà làm việc. Và anh em hãy cứ để cho dây thắt lưng cuốn xung quanh hông của mình. Và anh em hãy để cho các ngọn đèn của anh em được chiếu sáng. Soyez comme des gens qui attendent le maître à son retour des noces pour lui offrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Soyez là impératif của động từ être ở ngôi thứ hai số nhiều. Anh em hãy giống như những người đang chờ chủ của mình đi về từ đám tiệc cưới để mà mở cửa cho ông ấy ngay khi ông ta đến nơi và ông ta gõ cửa. Chữ đè cờ này có nghĩa ý nghĩa về thời gian, nhưng mà mang một ý nghĩa tức thì, ngay khi ông ta trở về tới và ngay khi ông ta gõ vào cửa,
thì anh em hãy mở ngay tức khắc, không có chậm trễ. Động từ frappe à la porte, frappe có nghĩa là đánh, là đập, nhưng mà frappe à la porte thì có nghĩa là gõ cửa. Ngay khi chủ gõ cửa thì chúng ta sẵn sàng ngay lập tức, anh hãy mở cửa. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Phúc thay cho những người đầy tớ đó là khi chủ trở về thì chủ thấy họ đang tỉnh thức. Veiller có một số ý nghĩa như sau. Veiller là verb intransitif có nghĩa là thức khuya, thức đêm. Veiller sur quelqu'un là để mắt tới, canh giữ. Veiller, verb transitif là thức, để trông coi, trông nom, ngồi bên cạnh. Chẳng hạn như là veiller à malade. Như vậy ở đây chúng ta dùng ý nghĩa thứ nhất, phúc thay cho những người mà khi chủ trở về thấy đang còn tỉnh thức, tức là thức khuya, chưa có ngủ. Ý nghĩa thứ nhất, amen, je vous le dis, quả thực tôi nói cho anh em, c'est lui qui la ceinture autour des reins les fera prendre place à table et passera pour les servir. Quả thật tôi nói với anh em rằng chính người ấy, tức là ông chủ, sẽ đeo thắt lưng xung quanh và sẽ làm cho các gia nhân ngồi vào bàn. Faire prendre place à table, đây là một động từ mà người gia nhân làm, và ông chủ sẽ làm cho họ làm cái công việc này, nói với họ, sai họ, bảo họ. Khi chúng ta thấy động từ faire đứng trước một cái động từ khác thì chúng ta biết là bảo người đó làm cái chuyện này, sai người đó làm cái chuyện này, cần người đó làm cái chuyện này. Lê là những người gia nhân, sẽ làm, sẽ bảo, sẽ nói các người gia nhân ngồi lên chỗ trên bàn và đi tới để mà phục vụ những người gia nhân này. Sylvie vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. In đây là ông maître, là ông chủ. Nếu ông chủ trở về vào khoảng nửa đêm hoặc là vào khoảng 3 giờ sáng, và nếu ông chủ cũng thấy người ta còn như vậy, tức là vẫn thức khuya, thì thật là phúc cho chúng. Vers midi, xin lỗi, vers minuit ou vers 3 heures là vào khoảng, và chữ vers này dùng cho thời điểm. Nếu chúng ta dùng chữ khoảng chừng cho một cái đại lượng, cho bất kỳ cái đại lượng nào mà chúng ta có thể cân, có thể đo, đong, đếm được, thì chúng ta dùng environ. Vers này chỉ dùng cho thời điểm vào khoảng nửa đêm hoặc là vào khoảng 3 giờ sáng. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Anh em đã biết điều này rồi. Ở đây chúng ta cần để ý cái động từ này trước để chúng ta có thể chuẩn bị để dịch cái câu này. Percer là lấy một cái vật dụng gì đó để mà khoan, khoan một cái vật dụng khác, khoan một cái đồ đạc khác. Ở đây là khoan cái tường của nhà. Viendrait là temps présent của mode indicatif của động từ venir. Viendrait ở đây có nghĩa là futur dans le passé. Và chữ xí này đi với plus que parfait và ở động mệnh đề chính thì dùng là conditionnel passé première forme. Nếu chủ nhà đã biết được vào giờ nào kẻ trộm sẽ đến, sẽ này là sẽ ở trong quá khứ, thì ông ta đã không để cho hắn ta khoét với cái tường của nhà mình. Như vậy chữ xí này đi dẫn tới một cái hypothèse, là một cái giả thuyết không có thật, và giả thuyết này nằm ở trong quá khứ, do đó xí devait plus que parfait, và ở bên mệnh đề chính là conditionnel passé première forme. Vous aussi tenez-vous prêt, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le fils de l'homme viendra. C'est que là cái cách nói dùng để nhấn mạnh những cái chữ nằm ở bên giữa. Anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng. Chính vào cái giờ mà anh em không nghĩ tới thì con người sẽ đến. Như vậy chúng ta thấy dịch ở cái yếu tố nằm giữa xe và cờ này là chúng ta nhấn mạnh, chúng ta dùng chữ chính hay là một cái cách gì đó để làm nổi bật tính ký này. Chính vào cái giờ mà anh em không nghĩ tới, động từ penser đi với à, do đó chúng ta thay bằng đại từ y. Và mà anh em không nghĩ tới thì con người sẽ tới.
Pierre Allard, ông Phêrô lúc đó mới lên tiếng nói: Seigneur, est-ce que pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? Chúa ơi, chính vì chúng con, đối với chúng con mà thầy đã nói cái dụ ngôn này, hoặc là cho tất cả mọi người. Ở đây chúng ta cũng thấy chữ xe cờ mà nó đảo ngược lên, bởi vì đây là câu hỏi. Và chúng ta cũng dùng cái cách nói làm sao để cho nhấn mạnh: Thầy ơi, có phải chính vì chúng con mà thầy nói cái dụ ngôn này hay không, hay là vì những người khác? Tất cả. Le Seigneur répondit, Chúa mới trả lời như thế này: Que Dieu de l'intendant fidèle est censé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Intendant là người quản lý, fidèle là trung thành, censé là khôn ngoan, confier quelque chose à quelqu'un. Nói gì tới một viên quản lý trung thành và khôn ngoan mà người đó chủ đã giao cho cái trọng trách về cái nhân sự của mình, personnel là tất cả những người, con người làm việc cho ông chủ, trọng trách về cái nhân sự của mình, để mà vào cái lúc cần thiết thì phân phối cái khẩu phần ăn. Ở đây tôi xin con xin dịch một nghĩa đen như vậy: ration là một cái phần phần thực phẩm dành cho một người nào đó, được gọi là khẩu phần của một người, tức là khẩu phần lương thực. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Phúc cho người đệ tử này mà người chủ khi đến nơi thì sẽ tìm thấy ông ta đang hành động như vậy. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Biens ở đây có nghĩa là của cải. Établira là phi tuyê của động từ établir, là bố trí, là sắp đặt. Đúng vậy, thầy bảo cho, tuyên bố với các anh em rằng ông ấy sẽ sắp đặt, sẽ bố trí người đó ở trên tất cả những của cải của mình. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir et il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et s'enivrer. Trong câu này chúng ta thấy có hai động từ đi với giới từ. Động từ tarder à faire quelque chose, chậm trễ trong việc làm một cái chuyện gì. Và động từ se mettre à faire quelque chose là bắt đầu làm cái chuyện gì. Nhưng nếu người gia nhân tự nói với mình như thế này, chủ thì chẳng còn lâu mới mà về, tức là chậm trễ mới về, còn lâu ông chủ mới về. Và nói như vậy xong, ông ta bắt đầu làm những công việc sau đây. Ông ta bắt đầu đánh đập những gia nhân nam và những tồi đầy tớ nữ. Ông ta bắt đầu ăn, ông ta bắt đầu uống, ông ta bắt đầu say sưa. Như vậy động từ se mettre đi với giới từ à thì có một à, hai, ba, bốn. Như vậy ông ta bắt đầu làm tất cả những cái hành động này. Alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Và như vậy, khi người chủ trở về vào cái ngày mà người gia nhân không biết, tức là không chờ, s'attendre à quelque chose, người gia nhân không ngờ là ông chủ trở về vào cái giờ này, và vào cái giờ mà ông ta cũng không biết ông này là ông gia nhân á, thì người chủ sẽ bỏ ông ta qua một bên, écarté là tách ra, rời ra, bỏ qua một bên, và sẽ cho ông ta tham gia vào số phận của những người bất trung. Con xin chào tất cả mọi người.